Những ngày này, tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện dã chiến thu dung tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Thay vì chỉ nằm điều trị tại giường, bó hẹp trong một không gian kín, các bệnh nhân tại đây còn được xuống sân tập thể dục trên nền nhạc dưới sự hướng dẫn của chính bệnh nhân có kinh nghiệm. Theo ghi nhận, vào 2 buổi sáng và chiều mỗi ngày, không khí tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn khi mọi người cùng tập trung dưới sân, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và hòa mình vào âm nhạc trong khoảng 15 phút. Những bệnh nhân sức khỏe yếu, không thể xuống sân cũng có thể đứng trên lầu theo dõi và cùng thực hiện theo. Đặc biệt, nhân viên y tế sẽ giúp mang ghế ra sân để bệnh nhân cao tuổi ngồi phơi nắng và vận động. Chúng tôi luôn áp dụng là một trong những cái mà liệu pháp đặc thù mà trước đây chúng tôi áp dụng cho bệnh nhân ung thư, đó là liệu pháp 4T. 4T là gì? Đó là tinh thần, tập luyện, thức ăn và cuối cùng là thuốc. Cho đó đầu tiên cái mà chúng tôi quan tâm đối với bệnh nhân đó là củng cố trạng thái tinh thần của người bệnh. Người bệnh phải có một cái tâm lý thật sự thoải mái thì họ sẽ vượt qua cái triệu chứng của bệnh một cách dễ dàng hơn. Các chuyên gia cho biết khi có những cảm xúc tích cực, chính sự lạc quan vui vẻ sẽ hoạt hóa vùng dưới đồi, phản ánh cảm xúc thay đổi và làm tăng ý chí phòng chống bệnh tật, góp phần tác động lên hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, việc luyện tập thể dục mỗi ngày cũng sẽ giúp phổi trở nên khỏe mạnh hơn, đặc biệt hữu ích đối với sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân mắc COVID-19.